Alo. Alo chị ơi, làm ơn cho thông phải mình với bên tư vấn về cái bệnh bệnh thư Bệnh gì ạ anh? ung thư. À vâng ạ. Hiện tại có người nhà bị ung thư thực quản mà giai đoạn 3 đó, mình có cách nào mình Vâng. điều trị được không ạ? Vâng. Người nhà của anh cụ thể là ai ạ? Bố mẹ hay là Là bao nhiêu bố tuổi bố rồi? bố bố À năm nay bố là à. 67. Dạ. À vâng ạ. Thế là bác là phát hiện ra và đã điều trị bằng cái phương pháp nào chưa anh? Nói chung là đi khám thì mới phát hiện ra mà về ông bệnh viện ông bố mà bảo là vô hóa chất mà thấy sức khỏe không được tốt cho nên không dám vô đó chị. Đúng rồi, tức là sức khỏe yếu quá Nhưng mà mà gia đình không dám mạo hiểm mà chuyển hóa chất đúng cho rồi, ông không đúng không? dám mạo hiểm. Vâng. Đúng rồi, không dám vô hóa chất mà bây giờ là Vâng. đường đường cổ là không ăn được mà phải mổ dài dài ra ăn qua đường ống đó. Đúng rồi, qua ống sòng rất là khổ. Thực tế cái Vâng. bệnh ung thư thực Vâng. quản này là nó khá là phức tạp. Triệu chứng của nó thì Dạ. lại không không rõ ràng. Nó rất là hay nhầm lẫn với lại trào ngược dạ dày thực quản hoặc là viêm họng ấy. Nên là bệnh nhân phát hiện toàn là giai đoạn muộn. Thì bây giờ như ông nhà mình thì chắc cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc điều trị đông y đúng không anh? Nói chung là tôi cũng đang đi tìm muốn hỏi lên mạng này. Mấy người người ta chỉ uống thuốc lá thế này thế kia Vâng. nó cũng lây lây lan cho ông ấy nhưng mà không biết rồi Vâng. sao đấy. Vâng, vâng đấy, vâng Ascan bên em thì em khẳng định là hỗ trợ được cái trường hợp đấy của ông. Nhưng mà em cũng xin chia sẻ với anh luôn là riêng ung thư thì không bao giờ có chuyện khỏi hẳn được 100% anh ạ. Đúng không ạ? Cái mục đích chính của Ancan nó sẽ kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân và nó giải quyết các cái triệu chứng bệnh, ví dụ như là khó ăn uống, khó nuốt này, sút cân, mệt mỏi, rồi nó sẽ chặn đứng được sự phát triển của khối u và tế bào ung thư, đặc biệt là tế bào di căn ạ. Thì Tại vì sức khỏe của ông yếu yếu lắm cho nên là và sợ thời gian không được nhiều. em biết mà, nói chung bệnh nhân ung thư bên em cũng đồng hành Dạ. quá nhiều rồi nên là cũng hiểu cái tâm lý nên là cũng không có muốn bán hàng cho bệnh nhân ung thư đâu, để em nói thật lòng. Và Yeah. có cái là người ta Yeah. bị Đúng người là ta biết mới là tìm bệnh đến ung thư mình thì chữa thôi, rất chi là chứ khó. còn mình chả mong ai bị để mà bán anh ạ, bán cho u lành nó nhẹ nhàng Thì hơn. đúng Và rồi. như ông bây giờ thì anh làm tốt cho em hai vấn đề, một là tìm cái thuốc gì đấy để khống chế bệnh cho ông, và hai là về cái dinh dưỡng ấy, tức là về Đúng cái rồi. mặt ăn uống và thể trạng Vâng này. vâng. Về thể trạng thì bên em có một dòng dinh dưỡng miễn dịch, nó là dạng bột, nhưng mà em không biết là ông có nếu mà đang bất tiện về đường ăn thì thôi từ từ mình cả uống Nhưng mà từ hôm nay cũng cả gần đi. tháng nay mà đổ ăn cũng được đó, mà Vâng. thấy càng ngày càng yếu mà giờ thấy ông lại la trước Đúng xương. rồi, thì anh bây giờ anh hiểu nhá, ăn ông chẳng ăn được gì đúng không? Thuốc thì cũng chẳng có thuốc gì uống để khống chế bệnh. Thì dĩ nhiên là tình trạng càng ngày càng xấu đi rồi. Đúng không? Tại vì cái tế bào ung thư là nó phát triển theo cấp độ nghìn cơ mà anh. Mình phải nhanh thôi anh ạ, bây giờ không 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 ấy nữa. Anh thấy cái loại nào mà nguồn gốc chất lượng đảm bảo anh cứ mạnh dạn cho ông uống. Dĩ nhiên là mình sẽ uống từ ít một chứ không uống nhiều quá, và anh cứ kết hợp cho Rồi. em hai ba loại cùng một lúc luôn. Bây giờ chỉ nghĩ đơn giản là cố Dạ. hết sức có Ví thể để cứu ông thôi. Và Dạ. sau này À, em cũng có người nhà ở ngoài Hà Nội, nếu có cần thiết hay gửi qua bưu điện hay là tùy trên anh tận thôi anh nhà ạ. tới lấy thì. Em đã nói rồi, em không mục đích bán hàng cho bệnh nhân ung thư ạ. Tất cả là sự lựa chọn của anh. Nếu anh cảm Rồi thấy tin tưởng thì thì bây anh em giờ mình hợp tác để giúp cho bố anh quan trọng nó có giờ đáp ứng kiếm được hay cái cách không nào thôi. cho kéo dài thời gian. Và Đúng rồi, nói cho ông sao mà ví dụ đỡ đau đớn trong người hay là đỡ được cái u đó ông ăn được đúng hay là rồi, kéo dài được thời đúng gian, nói rồi, tóm lại là kéo dài thời gian đi. kéo thời gian sống cho bệnh nhân càng dài càng tốt, đấy là mục đích chính của anh. Rồi dạ, có gì bây giờ này, bây giờ em có gì một chút nữa em chạy tới, hiện tại thì ông giờ ông vẫn nói Vâng. được để em gọi điện cho chị tư vấn cho ông nghe ha. Vâng, nếu mà bác Đó là thực cho hiện trực được tiếp thì cho càng ông tốt. già. Còn đâu em nghĩ là vào Được, cái thời điểm ông này nói thì được. con cái vẫn là quan trọng nhất cho anh ạ. Vẫn là người quyết định thôi. Chứ Vâng, thì còn ông thì bây giờ... vẫn biết là cái điều Vâng, đó. ông thì bây giờ em nghĩ nó Thì không quan trọng nữa. Ông bây giờ ông chỉ mong tìm cái gì hợp với ông ông. cũng sợ. Ông cũng sợ mà tại vì là muốn tư vấn để cho ông biết một cái đây để mình thầy Vâng. thuốc. Tại vì ông lâu nay thì cũng nghe bảo là thầy này thầy kia bảo đến người ta cầu nguyện hết nhưng mà bảo là đi thì đi đi chứ thực tế mà nói giờ thời buổi hiện đại máy móc người giờ người ta chuẩn xác lắm, cái thuốc này thuốc kia mình chữa không được thì Anh làm sao ơi, có chuyện anh nghĩ cầu thế nguyện được, sai thì nhá. đó là Tại sao nhiều bệnh nhân ung thư nặng bệnh viện trả về mà người ta lại may mắn tìm được cái thuốc nam thuốc lá, người ta lại sống thêm được rất nhiều năm? Mình phải có niềm tin ạ. đó Thì ý mình em hãy đi tìm. không Vâng. phải. Thì ý em nói là có niềm tin nhưng mà ý em nói niềm tin không có là ở chỗ là ông nói là đi cầu nguyện gì á, À, nhà anh ở rồi bên ông với đạo bác à? chữa ông đi cầu nguyện chỗ này tới kia.
Em cũng chẳng phải là biện đạo gì cả, nhưng mà tại vì ông chứ mới Thôi nghe rồi, người ta nói bảo là đến cầu nguyện hết cũng thế phải này thực thế tế kia, mình thôi, nói ông ung thì thư ông và không đường chịu đạo. nghe Ung thư mà có phải đó. là chơi chơi đâu mà cầu với thằng nguyện. Thuốc không có, ăn không được Thì thì nói bạn chỉ có càng ngày càng xấu đi thôi. Nhưng mà bây giờ em nói như này nhá, anh đây là con của bác đúng không, anh gọi lên hãng anh gặp em, anh em mình đúng rồi trao đổi với nhau kỹ về bệnh của bác, sau đấy anh về anh nói lại với bác ạ. rồi. Nếu mà bác cảm thấy ok và muốn gặp trực tiếp chuyện với bác, Cái gì tư vấn cho ông nghe vâng thôi chứ không phải là rồi, kêu tại bảo vì là gọi ông thực lại tế là ông là nhờ. người bệnh và trong tư tưởng nó sẽ có hai chiều hướng ạ, một là rất hợp tác nhưng hai là cực đoan Vâng anh ạ, nên anh cũng thông cảm, em cũng 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 nghĩ nghĩ cho mình thôi. Thì đấy thì anh cứ trao đổi với bác đi, rồi. nếu mà anh cảm thấy Không, tin cái tưởng này thì là điều do trị. gia đình tình nguyện thôi chứ Vâng không phải là bắt vâng buộc gì đâu còn uống thì nhá. phải uống luôn Ví dụ vào như bữa là nay, tôi uống trước một loại đi sau rồi. đấy mình sẽ tìm tiếp những dòng khác, chứ anh mà cứ đi tìm cái gì hợp nhất thì Rồi chả rồi. có đâu, tại vì mình phải thực hành thì mới biết được anh ạ, Rồi rồi. đúng không? Rồi. Anh đang ở viện Đúng rồi, đúng rồi. Đang ở vâng. nhà, rút ở nhà rồi, có nghĩa là vô hóa chất mà không dám Vâng. vô. Không, gia đình không dám cho Đúng vô hóa rồi, chất. sức Thì nghĩ là vô hóa chất thì cỡ nào ông cũng đi, bà đoán chắc chắn 80% bố của là không anh từ chịu lúc đựng phát hiện nổi. đến giờ được bao lâu rồi? Thôi, cái tầm hơn 1 tháng, 1 tháng rưỡi gì đó. Hơn 1 tháng, tháng rưỡi. Thế đã tìm được cái thuốc gì cho ông chưa hay là vẫn đang loay? Thì cũng là cũng có hô thuốc nam, vâng thuốc lá vâng đó ở trên trong này mà uống được 10 ngày cũng chưa thấy hiệu quả nhiều, nhưng mình phải kết hợp anh ạ, chứ mình đừng 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 không. Cái thuốc nam này thì đừng không phải bận. là 1 ngày hay là 2 3 ngày được, Đúng cái thuốc nam này rồi, ít nhất là có cái tầm 20 ngày đến một đúng tháng thì mới rồi, có hiệu nó quả phải được. có thời gian. Thứ hai nữa là em đang bảo Rồi. là ý là mình phải phải có nó rồi, nhưng mình vẫn phải tìm cái khác để phòng trừ khi mà nó không hợp. Thì đó, nhưng mà ý em hỏi là ví dụ như mình đang uống cái thuốc chẳng hạn như Vâng. của chị thì mà mình lấy cái lá khác Bình mình thường uống anh ạ, vô có một bị ảnh ngày hưởng cái không xáo ạ, trộn gì một không? ngày anh được phép kết hợp 4 5 loại với nhau cùng nguồn gốc và cứ Rồi cách rồi nhau rồi, một cảm hai ơn. tiếng là được. Rồi rồi rồi. Vâng ạ, Rồi rồi, cảm ơn chị. vâng, chào anh. Rồi.